Chào các huấn luyện viên. Hôm nay chúng ta sẽ đi review đá ở vị trí CM. Là Milinkovic Savic. Ở mùa giải hiện tại thì Savic ở mức thiện cộng 1. Cách trị CM 77 cam 76. Anh là 11. Cao 1m90. Nặng 76 kg. Thể hình trung chân thuận, trái 4 và phải 5. Này cũng sao kỹ thuật, thuận góc, tinh tế, đánh đầu mạnh, qua người. Anh có thể thi đấu tốt vị trí CM hoặc cam. Kia khuyến khích dành cho anh đó là ở Savic nào. Đầu tiên đập vào mắt chúng ta chính là khả năng giữ bóng của cầu thủ. Theo là khả năng dây bóng và thể lực, khả năng chuyền ngắn, dài, tầm nhìn. Đây là một cầu thủ vai. Ngoài ra các kỹ năng lấy bóng, ta cắt bóng và chọn là một CM như anh sao kỹ thuật và có khả năng tinh tế. Vậy cầu thủ này là một bóng rất là triệu nghệ. Khả năng đánh đầu mạnh giúp anh có thể thắng và không khí đặc biệt cao lớn một cách trung bình cho phép Savic có thể đầu được với các cầu thủ cao về phía đối bạn. Khả năng qua người hiện sự kéo của cầu thủ này hiện lên khả năng đỡ bóng vững một, cầm bóng, giữ bóng và tăng tốc tốc độ. Vậy là tốc độ của cầu thủ này cũng tương tăng tăng tốc. Khi đặt Savic ở bờ thì chúng ta sẽ có chiến thuật đơn như thế nào? Đây là chiến đơn khuyên dành cho các bạn. Chắc là chúng ta sẽ cho anh ấy là Savic là một công và để anh ấy có thể CM của bạn nên cho anh ấy không cân bằng, anh chặn chủ động và giữ. Ngoài ra thì anh có thể cho anh ấy đặt xâm nhập một công của anh là công 3 và thì các bạn sẽ phát huy được mạnh nhất về tấn công của Savic, đồng thời cũng anh đảm nhiệm tốt vai trò phòng ngự. Game Savic nào, ta sẽ đi là một cầu ta là một năm đang ngồi rất ngày mới 24. Savic còn và tương lai thì Savic chắc chắn sẽ là một trong những nhất của đá đương đại. Sẽ được đến rất nhanh thôi. Lê Văn Tê sẽ là đội ra bóng và trận đấu được bắt đầu. Lý Phương bất ngờ và đã giành được quyền kiểm soát bóng. Hoàn hảo. CK Milinkovic Savic. Trong in game thì Savic có một hình rất là to cao của đội. Cơ hội là đây. Tuy nhiên anh không hề chậm chạp chút nào, anh rất nhanh nhẹn. Khả năng kiến tạo của Savic là rất tốt. Mất bóng rồi. Sẽ có phạt góc. Bạn thấy là những tình huống tăng tốc và đi bóng của Savic kiểu sóng gió đã tạm thời trôi qua. Ném biên cao cho Real là Madrid. Thế rất lớn của Savic. Anh có thể thắng trong những chiến Sergei Milinkovic Savic. Ta phải cần xem là khả năng có tình Savic là như thế nào. Thật tuyệt khi sút. Vâng, bóng bay thẳng về phía thủ môn. Vậy là Savic bóng đi
không căng lắm. Nhìn vừa rồi đó là một tình huống Gaston Campi tương đối là ở góc đó, và khi anh đang không bằng rất tốt anh vừa... một pha đột phá rất đâu, tốt anh có thể giúp bao tuyệt vời hoàn toàn vừa rồi. Vậy là khả năng ghi bàn bằng chân của Campi là rất tốt, một pha dứt điểm rất gọn gàng. Vâng, họ chỉ có thể dừng lại và nhìn chằm chằm. Anh ta là cầu thủ nhanh nhất trên sân, một pha băng cắt tuyệt vời. Bóng đi có độ hỉ và nó là bàn thắng đáng để chúng ta phân tích lại. Vẫn với những CM mà rất điểm khóc như thế tỷ này số thì được 1-0. Rất là tuyệt vời dành cho các bạn khi mà gần anh ấy. Jose Gomez Campana. Cái hình số cao trong in-game Morales có lợi thế rất lớn. Tiền vệ. Các bạn thấy khả năng dùng bóng của Sam Mitchell rất tốt. Năng của Kiu là tuyệt vời. Levante đang giành lại quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên với một chiều cao 1.9 thì khả năng cân bằng và trọng tâm của anh là trung vị. Morales. Khi cầm bóng thì anh cứu soát bóng rất mạnh và lại cứu được bóng. Thấy là Samic tăng tốc và hay khả năng cầm bóng và di chuyển thì tốt. Sóng D, CD rất ảo. Bây giờ chúng ta sẽ có D nào. Penalty rồi. Trong tay đã chỉ tay vào chấm penalty. Bạn thấy là sự nguy hiểm của Samic rất là lớn. Khi mà với kỹ năng cầm bóng của mình thì anh đã để bạn phải phạm ngay cấm. Một pha xoạc bóng vụng về dẫn đến phạm lỗi. Ta sẽ trải nghiệm Samic. Đá men như thế nào? À, một chất đê nha. Chất đê rất nghệ thuật nào. Chất đê chạy. Thật nguy hiểm. Và đây là cú sút tuyệt vời. Hoàn thắng vô mắt của Milinkovic Savic. Khả năng chất đê Savic là mức bình thường. Một bàn thắng tuyệt vời. Tuy nhiên thì anh rất nhanh nhẹn, các bạn thấy ạ, bóng bật ra mà ngay lập tức anh chạy bóng bản năng đánh góc nhìn rất tốt của phan chú lại rất tuyệt vời ở vị trí CM. Là mình có tốc độ, có thể hình, có kỹ năng đi bóng, cầm bóng, dùng bóng vào gần cực kỳ tốt. Thực sự đây là một mẫu CM quá là hoàn hảo. Gia tăng khoảng cách tên thành 2-0. Tôi muốn nói một điều rằng anh ấy thật sự là một mẫu CM toàn diện và rất hiếm có một CM nào mà vừa có thể hình, có tốc độ, Emmanuel Boateng lại có kỹ năng chuyền bóng. Cầu thủ của Real Madrid vừa có một pha phạm lỗi, một cầu thủ rất đáng để các bạn định mình rất hay. Và nếu các bạn có điều kiện, các bạn tập anh lên kẻ cộng 6 trở lên và anh thật phải được trải nghiệm. Họ nên thử đưa bóng ra cánh nhiều hơn. Savic là như thế nào? Anh chàng này đã khiến tôi mê mẩn. Mất bóng. Và đây là cú sút. Ồ, thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Seke, Milinkovic, Savic, Jose Gomez, Campana. Làm phòng ngự Savic thì như thế nào? Được phòng ngự nào? Cầu cao. Đây rồi. Sao? Nguy hiểm, vào đi. Một tình huống đánh đầu đi. Kỳ số. Vậy là khả năng trận đấu sẽ được tiếp tục với quyền phát bóng của Real Madrid. Chúng ta chỉ cần anh ở những ban bật, xem anh sẽ ban bật như thế nào. Đội bóng cũng rất gọn, hơi chậm một chút. Chuyền bóng lại. Sao? Thì anh là một cầu thủ lớn và anh chắn là sự nhanh nhẹn và không thể nhanh nhẹn được. Seke, Milinkovic, Savic. Năng của Kiu ở tương đối tốt. Kai Walker. Ném biên cho Levante. Chema Rodriguez. Ta sẽ trải nghiệm Savic ở một chất D nữa. Một pha ném biên để triển khai tấn công rất nhanh. Federico Chiesa. Chúng ta đây rồi. Hãy cùng theo dõi cú này.
Emmanuel Boateng. Bóng mà các hậu vệ đã cản được Savic. Ô, và nó đã bột xả. Đây là trải nghiệm Savic làm việc của Sander Becker. Với cá nhân tôi, từ chắc chắn là một số đội viên, đa số đội viên đều rất thích Savic. Nào, chân đê đi. Subi. Ba bàn là tốt nhất. Chân đê, chân trái, chân phải, chân phải, chân phải, chân trái thì đều rất tốt. Một pha mừng rất là mắt, có được một cú hat-trick là một trải nghiệm tuyệt vời, và anh ta đã làm điều đó. Vâng, sau khi ghi được bàn thắng thứ hai, anh ta rất tự tin là mình sẽ có cơ hội lập hat-trick. Nhìn anh ghi bàn mà tôi cứ ngỡ như là CR7 đang ghi bàn vậy. Với tỷ số 3-0 hiện tại, họ cảm thấy rất thoải mái ngay lúc này. Và như vậy là mọi kỹ năng của mình đều tốt rồi. Nếu khi mà cơ hội đánh đầu thì anh thể hiện như thế nào? Emmanuel Boateng. Cần trải nghiệm. Thực ra thì với những câu hỏi đánh đầu mạnh là khả năng cao như vậy thì và người đã lấy bóng bằng pha can thiệp rất tốt. Sergei Milinkovic Savic. Đây, đây rồi, cơ hội rồi. Đây là dành cho Savic. Cô bóng vào. Sergei Milinkovic Savic. Rồi là một góc lợi cho lắm. Các bạn thấy là khả năng chọn trí và đánh đầu là rất tốt. Họ đang mở bóng ra cánh nhưng bóng đã ra ngoài và một quả ném biên. Savic có một mùa giải cực kỳ là Sergei Milinkovic Savic. Đó là mùa Golden Rocky. Và mức giá của mùa này rất là cao. Đường chuyền xuất sắc. Mất bóng trong vòng cấm. Ồ, họ đã mất quyền kiểm soát. Khi mà Savic có tất cả ưu điểm Mayura Moya khả năng phòng ngự tốt, Sander Becker khả năng tấn công tuyệt vời và kỹ năng ghi bàn cực kỳ là ảo diệu, và đó là pha cản phá của vệ trước khi quả tạt được viện. Đấy rồi, sẽ có một tình huống đá phạt hết sức nguy hiểm, nó cũng rất rộng ở phía cầu môn. Đường chuyền quá thông minh. Hello, chuyền ra. Savic đâu rồi? Sergei. Bao rồi. Vài người đang đi vào mặt đâu rồi. Đây là khả năng đánh đầu của Savic là rất tốt. Ta đã trải nghiệm cuộc thi này ở mọi phương diện rồi. Từ phòng ngự cho đến cầm bóng, từ bóng kín tạo. Có nguồn thắng khác cho họ. Nó chắc chắn sẽ giúp các hiệu số bàn thắng tăng lên. Điều này rất quan trọng vào cuối mùa giải. Và nó là bàn thắng đáng để chúng ta vượt lại. Khiến anh trở thành bàn thắng đó như sắt muối vào vết thương của họ vậy. Chiều cao cực kỳ là ấn tượng. Một thế trận áp đảo, có thể nói là trận đấu đã kết thúc ở đây. Vậy là Savic đã kết thúc. Mọi huấn luyện viên có tính nhất của FIFA Online 4 và ở mức thế cộng 5, anh có 5 sao kỹ thuật, một CM cực kỳ toàn diện, một đứa con của Chúa Trời.